tay cầm vô lượng cõi đi khắp thân không mỏi đem về để chỗ cũ, chúng sinh chẳng hay biết. Bồ Tát đem tất cả, đủ thứ trang nghiêm cõi, để trong một lỗ lông, chân thật đều khiến thấy. Lại dùng một lỗ lông, dung nạp tất cả biển, biển cả không tăng giảm, chúng sinh chẳng nhiễu hại. Vô lượng núi thiết vi, tay đập nát thành bụi, một bụi làm một cõi, hết số những bụi đó, đem các cõi bụi đó, lại nghiền nát làm bụi, bụi đó có thể biết trí Bồ Tát khó lường. Ở trong một lỗ lông phóng vô lượng quang minh, ánh sáng trời trăng sao, ánh lửa châu ma ni, cùng với sáng chư thiên, tất cả đều che khuất, diệt các khổ đường ác, vì nói pháp vô thượng tất cả các thế gian đủ thứ tiếng khác nhau bồ tát dùng một tiếng đều nói được tất cả quyết định phân biệt nói tất cả các phật pháp khắp khiến các quần sinh nghe rồi đại hoan hỉ tất cả kiếp quá khứ để hiện tại vị lai kiếp vị lai hiện tại xoay đẻ đời quá khứ thị hiện vô lượng cõi thiêu đốt và thành trụ tất cả các thế gian đều trong một lỗ lông khứ lai và hiện tại tất cả mười phương phật thảy đều ở trong thân phân rõ mà hiển hiện biết sâu pháp biến hóa khéo ứng tâm chúng sinh thị hiện đủ thứ thân mà đều không chấp trước hoặc hiện nơi sáu cõi tất cả thân chúng sinh, thân thích phạm hộ thế, thân chư thiên loài người, thân thanh văn duyên giác, thân chư Phật như lai, hoặc hiện thân Bồ Tát, tu hành nhất thiết trí, khéo vào hạ trung thượng, chúng sinh các lưới tưởng, thị hiện thành Bồ đề cùng với cõi chư Phật, biết rõ các lưới tưởng, nơi tưởng được tự tại, hiện tu hạnh Bồ Tát, tất cả việc phương tiện.